Đi ngang chiếc gương hai chiều, ba thanh niên vô tư đứng chụp hình sống ảo khiến cả quán cười nội thương. Cứ ngỡ đâu rằng khu khờ tình sinh phú quý, vô tri sẽ hưởng thái bình. Ai mà có dè đâu ba thanh niên chỉ vì một phút vô tri mà vô tình gặp phải sóng to gió lớn với chiếc gương hai chiều. Theo đó, cả ba anh trai đang tung tăng đi trên phố, bỗng phát hiện tấm gương siêu to khổng lồ đang tạo ra một góc chụp hình selfie sống ảo quá trời hoàn hảo, nên đã vội vàng chạy tới thả dáng vô tư chụp vài kiểu ảnh. Ai mà có dè đâu, tấm gương đối diện với các anh lại là tấm gương hai chiều trong truyền thuyết. Bên ngoài nhìn vào chỉ là một tấm gương bình thường phản chiếu vạn vật, nhưng mà bên trong ngó ra lại không khác gì một chiếc tivi màn hình rộng, chất lượng hình ảnh vô cùng sắc nét. Nhất cử nhất động của ba thanh niên đã được tất cả khách hàng trong quán nước nhìn thấy, ghi nhận và đánh giá không sót một chi tiết nào. Đồng thời cả quán cũng nhận được một tràng cười thả ga khi chứng kiến sự hồn nhiên của ba anh chàng. Một số bình luận được mọi người để lại: bên ngoài không ngại thì người ngại sẽ là người bên trong. Tối về lướt TikTok xem tự dưng thấy mình nổi như cồn. Wow, mấy anh thật là cool ngầu mà. Chủ tiệm chắc chắn đã tính trước điều này. Xin lỗi, mình đã từng vô trong nhìn ra và mình đã như chết lặng ngay giây phút ấy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.